chào các bạn. Mình tên là Duy Đức Đạt. Hôm nay là mình nhóm trưởng của cái nhóm bán hàng ở chợ hôm nay. Hôm nay mình cảm thấy rất là thú vị, tại vì mới đầu ra thì tụi mình vừa mới dọn hàng ra thôi mà còn đã có rất nhiều khách hàng hỏi. Tụi mình đã bán được nhiều sản phẩm, sản phẩm đi cút lên.